Thưa quý vị, nửa đầu năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu khoảng 6 triệu con cá cảnh, đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 6,25 triệu đô. Các thị trường xuất khẩu chính cá cảnh ở Thành phố Hồ Chí Minh đó là châu Âu, các nước châu Á và cả châu Mỹ. Cá cảnh là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực có giá trị kinh tế cao trong lĩnh vực nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến tháng 6 năm 2023, sản lượng cá cảnh trên toàn thành phố đạt khoảng 52,4 triệu con. Trong đó thì số lượng cá cảnh trên địa bàn thành phố xuất khẩu đạt 6 triệu, giảm 5,9% sau cùng kỳ. Do vậy thì tính trung bình mỗi tháng ước tính thu về khoảng hơn 1 triệu đô. Các thị trường xuất khẩu cá cảnh chủ yếu của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đó là châu Âu chiếm 63,5%, châu Á là 27,7%, châu Mỹ là 6,8%. Hiện thành phố cũng đã có cơ chế chính sách phát triển ngành nghề này như là hỗ trợ các buổi tập huấn, cung cấp tài liệu, xây dựng mô hình trình diễn hướng tới trở thành một trong những lĩnh vực chủ lực trong sản xuất công nghiệp. Quay đi, cái nào chụp thì chụp.